Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi vua chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, đói kém nhiều năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy vọng. Lý Cao Tông sinh năm 1173, mất năm 1210, là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Lý, lên ngôi từ năm 3 tuổi và giữ được ngôi đến khi trưởng thành từ năm 1175 đến 1210. Lý Cao Tông khi còn nhỏ là người ngoan lành, nhưng khi lớn trực tiếp cầm quyền trị nước lại ham mê săn bắn bỏ bê chính sự pháp luật vơ vét của dân để xây hàng loạt các cung điện. Nghe có giặc cướp nổi lên vờ như không biết, dẫn đến chính sự trong nước ngày càng rối ren, bách tính oán giận, hàng loạt cuộc khởi nghĩa nổ ra. Lý Cao Tông trong suốt 37 năm trị vì đã chứng kiến sự suy yếu không thể vực dậy của nhà Lý vì lối ăn chơi hưởng lạc của mình. Trước khi qua đời, ông đã cho ban chiếu hối lỗi để tạ tội với thần dân của mình.